Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa trưa nay nhà em ăn món sườn non chay cuộn thịt. Sườn non và tàu hũ là những món để dành cho những ngày chay, nhưng mà mình vẫn có thể là chế biến thành những món mặn giống như là tàu hũ dồn thịt ạ. Đây là em có 4 miếng sườn non, em cũng đã ngâm nước mềm rồi rửa xong rồi em dắt cho nó đi bớt cái bọt ạ, để cho nó không có bị hôi cái bọt. Rồi em chẻ ra làm 2-4 miếng, em chẻ lại thành 8 cho nó mỏng để mình dễ cuốn ạ. Và đây là 200g thịt băm, em cũng đã băm nhuyễn. Nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh hành tím. Và bây giờ em sẽ đi ướp thịt ạ. Đây là thịt em cũng đã ướp xong rồi. Rồi em lấy cái muỗng á, em múc, em đổ qua miếng sườn non nè. Em múc một ít thôi, mình đổ vừa phải, đừng đổ nhiều quá. Nhiều quá một lát mình cuốn nó bị lòi ra ngoài. Rồi mình ém nó xuống như vậy. Rồi cái em mới lấy tay á, em cuộn lại như vậy. Rồi cái mình cài cái cây tăm vô nữa là xong ạ. Đây em đã làm được một cái rồi ạ. Và bây giờ em sẽ làm hết rồi đem đi chiên ạ. Và rồi rất nhanh em cũng đã cuộn xong rồi. Tại vì em muốn nó chắc nên em cài hai cái tăm, chứ nếu không thì mình cài một cây cũng được ạ. Như đây em cũng có cái em cài một cây thôi, để một lát nữa em chiên xem thế nào ạ. Và bây giờ em sẽ đi bắt chảo để chiên. Khi cái chảo nó nóng á, em chế dầu vô, rồi em thả thịt vô em chiên. Khi mà mình thả vô á, thì mình úp cái mặt hở xuống dưới ạ, cho nó chín rồi bắt đầu mình mới lật bề. Rất là thơm luôn ạ. Thơm quá chừng luôn. Và bây giờ em sẽ chiên cho tới lúc nào mà nó vàng đều là được ạ. Vậy là em đã làm xong món sườn non chay cuộn thịt và rất là thơm luôn ạ. Một món ăn đơn giản, dễ làm. À, em hửi cái mùi là em thấy đói bụng rồi ạ. Đây ạ. Em cài một cây tăm, nhưng mà cái lượng thịt đó em cho vừa đủ nên nó không có bị tè le ra. Nhìn nó cũng khá là đẹp ạ. Vậy thôi, video em làm món sườn non chay cuộn thịt đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.